Dạ cả nhà ơi, hôm nay thì bác sĩ cũng gọi gấp anh Thái xuống bệnh viện cả nhà. Bây giờ cũng tình hình bác Hạnh cũng rất là nặng cả nhà ơi, phổi bị rất là nặng luôn. Hải thì cũng đang ngồi bên ngoài. Ủa, anh Thái vừa đi ra luôn rồi. Chiều sáng rồi không có cho vô. Sao tình hình sao rồi? Bác sĩ thông báo là người nhà chuẩn bị tâm lý em nhỉ. Thì là bây giờ cái phổi của em nó bị bội nhiễm. Bội nhiễm là hết hết phổi với lại cái đường tiết liệu với lại xâm lấn hết vào phúc mạc rồi. Cái cục u nó to nó chèn đó. Thì bây giờ là cái dịch ở phổi rất chi là nhiều. Nhiều trắng hết 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 phổi rồi. Nên là bác sĩ bây giờ là cố gắng điều trị nhưng mà có cái thành công thì rất chi là khó khăn. Mà em Hạnh là bác sĩ nói là em Hạnh biết Hạnh nhà em thì có thể là dịch tràn nên là ra đi bất cứ lúc nào nên mà em cũng phải chuẩn bị tâm nhà nhà chuẩn bị tâm lý đi. Bác sĩ là báo thế nhưng mà bác sĩ vẫn sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho em. Đấy, nhưng mà còn tình hình là khỏi thì nó hy vọng rất chi là mong manh. Nhưng cái thể trạng của em bây giờ là suy kiệt, suy nhược cơ thể, không thể đáp ứng thuốc được. Vì nếu người cũng như người khỏe mạnh ấy, thì có thể là đáp ứng được thuốc, có thể là bác sĩ đưa hết các loại thuốc vào để trị. Nhưng đây là như em Hạnh là yếu quá, đưa thuốc vào cũng không chịu được. Nên là bác sĩ tạm thời chăm sóc nhẹ, lại vào thuốc từ từ thôi. Còn cái chuyện là khỏi thì rất chi là khó. Còn bây giờ nếu mà bác sĩ bảo là cho em về thì lên cái cơn là không thở được là em ra đi bất cứ lúc nào. Còn đâu là để em ở đây thì còn có oxy hỗ trợ. Bây giờ thì cứ để ở đây chứ còn mấy giờ hy vọng là cái thể trạng em là ăn được một chút mà tốt lên một tí thì bác sĩ có thể vào thuốc, may ra thì khỏi thì rất chi là khó. Thì là bây giờ nó bội nhiễm vi khuẩn nhiều á, nên là nó xâm lấn cái cục u, nó xâm lấn vào tụy này, vào gan này, vào mật này, nên rồi vào mật như gây vàng da, rồi là xâm lấn vào tụy và tủy á, chèn đau xương á. Nên là bây giờ là hết ho thì bác sĩ đưa lại sang cái khoa ngoại tiêu hóa để sửa lại hậu môn. Rồi nếu mà còn đấy là bác sĩ bảo nếu mà được thì mới tính như vậy, nhưng mà bác sĩ lại nói lại cũng rất chi là khó khăn. Phổi giờ bị quá nặng nên là người nhà giờ cứ chuẩn bị tinh thần đi. Bây giờ mình cũng chuẩn bị tinh thần lại. Bây giờ còn đứa còn tác chứ giờ biết sao vậy, cũng bé Hạnh coi như là cũng một lần ra đi hôm trước rồi, mình một lần coi như Hạnh cũng một lần mất rồi. Bây giờ mình cố gắng thôi, vì bác sĩ bảo anh báo chị bác sĩ bác bảo em không dám nói với người nhà người bệnh nhân, vì khi nói bệnh nhân là rất chi là sốc nên mà em không nói, nên là em phải chờ anh lên để em nói. Thì đấy, bác sĩ điện anh em gấp đấy. Chị bác sĩ bác bảo là tiên lượng của em nói chung là cực kỳ xấu rồi, chứ không phải là nói chung là quá xấu rồi, nên là đau suốt mà sao chị cứ nói được. Nên là nhà người nhà lúc làm mình chuẩn bị một cái tinh thần. Bây giờ thì phần nước còn tát rồi. Bây giờ thật sự là Hạnh khó ạ. Vì không phải một bệnh mà bây giờ nhiều quá, nhiều bệnh quá nhiều. Cô chú anh chị cũng chỉ này kia nhưng mà khó lắm, cả nhà giờ nó nặng quá rồi. Mình bắt đầu và bác sĩ bảo nói bây giờ là thật sự là giai đoạn cuối cùng rồi. Nó tàn phá hết cơ thể rồi. Tàn phá hết chỗ lọn chỗ kia. Nên là hy vọng là không còn. Nói chung là phết màu là cũng rất là ít đúng không? Rất là ít. Không còn là còn hy vọng nữa. Còn bây giờ là để em điều trị kéo dài mới lại hy vọng khỏi thì khó, khỏi cái phổi cũng khó, không chỉ khỏi bên phổi thôi, còn những cái kia thì không nói đến, nhưng mà khỏi được cái phổi thì rất chi là khó. Nếu mà người bình thường ấy, thì 3 đến 5 ngày là đỡ ho ngay, nhưng mà Hạnh thì có thể 2 tuần, có thể thôi, còn chưa chắc là khỏi, có thể, nên là cực kỳ khó. Bây giờ mình cũng cố gắng thôi chứ. Đúng rồi. Cũng chạy chữa cũng hết nhiều thuốc rồi, đủ thứ rồi. Mình lại bây giờ vào thuốc cũng không vào được. Vì phù đúng không? Cơ thể thể trạng yếu á. Thể trạng yếu suy kiệt không đáp ứng được thuốc. Vào không đáp ứng được mấy phù nữa hả kìa. Thì nếu mà đáp ứng được thì không phù. Vậy thuốc vào nhiều quá rồi đâu còn. Như đêm hôm qua là ho mới đau rồi. Phút đêm ấy. Đò hò ói mửa lên đấy.
bây giờ đang đau, bây giờ đau là đang bóp bên trong, sao bóp liên tục. Thôi bây giờ mình cũng xem chờ kết quả bác sĩ trong thời gian tới cả nhà, chứ còn chờ thì cũng rất là khó luôn. Cái này vô trong đó mình mấy ảnh cô chú cũng nhắc mình vô nó đeo khẩu trang rồi kỹ anh. Vì bên này ở đây là khoa truyền nhiễm, khoa nội hô hấp, bệnh những bệnh lý là lao phổi này rồi là nhiều lắm, vì là lây qua đường hô hấp nên là bất kể ai phải lên đeo khẩu trang mà cả chăm sóc bệnh nhân. Hôm nay là giờ nó không cho vô đúng không? Vì là cái người khỏe lây cho người bệnh chứ không phải người bệnh lây cho người khỏe. Đúng rồi. Vì cái cơ thể của người, cái thể trạng của người bệnh ấy là yếu, không còn sức đề kháng chống chọi. Nên là ví dụ như anh em mình khỏe còn sức đề kháng chống chọi là không bị, nhưng mà đôi khi mình có bệnh mình không sao nhưng mà lây cho người ta, đúng lây rồi. Cho người bệnh ấy. Nên là bác sĩ đang yếu. Bác sĩ bảo nói chung là phải thay cho khẩu trang mất. Thì khoa này khoa truyền nhiễm mà, hô hấp. Rồi vô ra thì đeo khẩu trang rất là nặng bệnh. Đi, anh em mình vào thăm hạnh chút. Dạ. Giờ cũng được các quý là vào. Dạ dạ. Vào 50 phút xong rồi mình tính tiếp từng giờ. Bộ nhiễm nó lặng, viêm cái đường tiết liệu thế này. Nhưng mà ở đây điều trị. Nếu mà về có chuyện gì là nguy hiểm. Ở đây là hỗ trợ oxy này. Cái cơn phổi như là đây, cái dịch của phổi nó xung quanh đây hết là bộ nhiễm. Bác sĩ nó còn khả quan chứ không có gì. Nói chung là chỉ có là ở đây điều trị hơi lâu chút, chứ còn chữa thì có thể có khả quan đó. Nên vì là yên tâm. Vì để em hạn thể trạng yếu nên bác sĩ không thể vào thuốc để thuốc lặng để ấy ngay, cũng phải vào thuốc từ từ. Thuốc từ từ thì mới ấy được, chứ bây giờ thể trạng thật sự là suy kiệt. Điều trị từ từ. Nên vào thuốc mạnh cái là sốc liền, sốc liền. Vì là chuyên là truyền thể trạng yếu không đáp ứng được. Phù lại không? Phù lại. Thôi cứ từ từ. Nói chung là mình cũng coi như là một lần chết rồi, em hiểu không? Mình cố gắng thôi ha. Mà cũng có kỳ tích đấy với em thôi, chứ còn anh nghĩ rằng đó là nếu như mà chết thì cũng đã chết lâu rồi, mình cũng không có sợ cái đó nữa ha. Mình cứ cố gắng mạnh mẽ lên đi nha, chứ còn bây giờ mình cũng lo sợ quá rồi, không được có gì hết. Bởi vì ai cũng một lần chết mà, đúng không? Em từng nói với anh rồi, nên là không có gì lo hết. Lo con cái gì? Bớt đau đớn ha, bớt ho lại đó ha. Nói chung cái ho thì trừ cũng bị phổi mà không ho được, nhưng mà thôi cố gắng đi. Vì là bác nói là người khỏe mạnh thì điều trị 5 ngày là bớt ngay rồi, bớt ho rồi. Nhưng mà cái thể trạng của Hạnh là yếu quá, yếu quá nên phải từ từ chứ không thể ngày 1 ngày 2 được. Có thể là lại vào thuốc, không vào thuốc mạnh được mà phải vào thuốc nhẹ thôi, vì nếu mà vào thuốc mạnh là cơ thể không thể chịu được. Hả? Đây. Lao là bao nhiêu? Chưa, cái đấy bác sĩ không. Nó trong vòng mà tầm khoảng 2 tuần đó. Không thể nói 1 tuần đến 2 tuần. 1 đến 2 tuần. Là mới đỡ ho chứ còn không thể hết ho liền. Hết ho cái là đưa sang bên khoa ngoại tiêu hóa sửa lại hậu môn rồi tính tiếp. Điều trị cố gắng là điều trị cái này, xong rồi chuyển qua ngoại tiêu hóa để tính tiếp cái hậu môn này mới lại xong rồi tính cái khác được. Chứ bây giờ chưa hết cái hoa thì không thể đi đâu được. Không, cố gắng thôi. Sáng uống thuốc có giảm đau hả? Sao đỡ đau đúng không? Đầu khuya hả? Uống rồi tối hả? Đau quá phải uống hả? Thì bây giờ nó đau ở cái vùng này nhiều. Chị hai nhớ đeo khẩu trang của mình chứ không rồi mới Hạnh đó lúc đó là đau đó. Thì mình mới lại không phải bà Hạnh nhưng mà ở phía trong phòng này nè, hiểu không? Là nhiều người bị rồi thì chị dính vô là chuyển sang bà Hạnh cho dù chị không có phát hiện á. Nhưng mà mình sức đề kháng tốt hơn nhé nè. Nên nhớ là đeo khẩu trang qua ở viện là phải đeo khẩu trang qua hết nha. Khó thở hả? Thì cũng khó thở mình ra mà kêu mình thở chút. Tí rồi đeo khẩu trang qua ngay.
đeo khẩu trang thôi chứ không trong cái khu này nó nhiều người bệnh bội nhiễm nặng nữa. Bội nhiễm lên viêm cả đường tiết niệu á. Đây là điều trị từ từ thôi. Bây giờ mình cố gắng thôi nhưng mà đau hết cái vùng này nữa. Ho là nó thấy ảnh hưởng kéo lâu, nó mất hệ luôn, dày quá. Hồi mà anh không đau gì các bạn, anh tươi gớm thì. Đau cái là đỡ là tươi. Đau tươi. Đau là mát nhám, dù biết đau có không tỉnh như ta. Không đau là nữa. Nói từ vô đau mấy phần hoa đã đỡ rồi. Cái này đau cơ cơn này. Đúng rồi. Do ho là đau lưng mình, bình thường anh người khỏe mạnh mà ho là vẫn đau lưng mình. Chứ hú gì em. Rồi cố gắng ngay Hạnh nha. Cố gắng. Giờ mình cố gắng mạnh mẽ lên cho em. Mình đã một lần chết rồi, đây là gọi là chết đi sống lại đấy. Cố gắng rồi. Thêm cú kiên cường, cô gái dũng cảm thôi. Bé Hạnh cũng đang đeo khẩu trang này, thật sự nó lay trong khu nhiễm này nè, lay người khác nè. Em cũng đeo khẩu trang vậy, hôm đó mình đeo biết không quen. Hồi xưa anh cha em bò anh ở trong này em ngồi đeo heo ba tầng ấy gì đó. Ê không phải đeo, chứ mình lay người khác nè, hiểu không? Tí nữa đeo khẩu trang qua hết nha. Mấy bữa là nó khó, khó thở đeo. Khó thở, đeo khó thở đúng không? Đeo là nó khó thở kìa, nó ho liên tục. Cố gắng đeo tí nữa, cố gắng đeo, mình đeo mà khó thở rồi mình lái lâu lái một chút. Ở chị Hai ở đây chăm thì chiều qua mẹ thái lên thai đúng không? Chiều mẹ thai thế thì chứ hai người chăm lần là chịu không nổi đâu. Đó, thức khuya, nói chung là đau với hạnh khổ cái là đau quả đêm rồi nhà người cha em phải đau phải thức theo đó. Quá nghị lực, cố gắng nha, thôi anh với lại anh Thái đi ra ngoài đó, đi thay một ít, cố gắng mạnh mẽ nghe, và đi theo, đi ra là tí là chở bà ngoại là bên đội lên đó.